Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tô màu bức tranh một cô bé mặc một chiếc váy rất là xinh đang nhảy múa này. Hãy cùng tô với mình nha. Trên chiếc vương miện này thì mình sẽ tô màu đỏ. Mái tóc này thì mình tô màu đen. Đôi hai này mình tô màu đỏ này. Chiếc váy này mình tô màu hồng nha.
bạn ơi, vậy là chúng mình đã hoàn thiện xong bức tranh ngày hôm nay rồi đấy. Các bạn có thể thấy trên tay của mình đang cầm bức tranh một cô bé đang múa này. Với cách phối màu này của mình, các bạn cũng có thể tham khảo để tôi cho bức tranh các bạn nhé. Video của mình xin được kết thúc ở đây. Đừng quên nhấn like và follow kênh ủng hộ cho mình nữa nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những clip hướng dẫn tô màu rồi tiếp theo.